Theo Phương thì điều mà để quan trọng để mà đi các quốc đẹp đó là chân mình phải trụ chắc và vững. Thì bản thân Phương phải luôn cố gắng, bởi vì Phương biết rằng là mình không phải là cô gái các quốc xuất sắc nhất, cho nên mình sẽ là cố gắng các quốc theo một kiểu mà Hoàng Phương nhất, tốt nhất và chắc chắn nhất. Thật ra là với lịch trình khá dày đặc của cuộc thi thì thời gian tập các quốc của Phương thường không cố định. Phương chỉ tranh thủ nếu mà Phương về, hoặc là Phương sẽ dậy sớm sau những buổi tập gym thì Phương sẽ tranh thủ tập từ tầm khoảng 15 đến 20 phút. Còn không thì sau những buổi ghi hình thì tối về Phương cũng sẽ tranh thủ tập khoảng từ 10 đến 15 phút để mà bước chân của mình đi có thể nhuần nhuyễn hơn. Ngoài các hoạt động tập luyện về các quốc cũng như là tập luyện về gym thì Phương còn có một sở thích, đó là bơi lội nữa. Và Phương cũng tranh thủ dành thời gian để mà dành cho việc bơi lội này rất là nhiều. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để chuẩn bị bước vào vòng chung kết rồi. Và đối với lịch trình hôm nay rất là dày đặc thì sáng hôm nay Phương đã dậy thật sớm vào lúc 6 giờ sáng để tranh thủ bơi, để mình có thêm một tinh thần sảng khoái hơn. Thì Phương nghĩ rằng bơi lội là một môn thể thao rất là hay, bởi vì khi mà mình hòa quyện vào với dòng nước thì lực nước nó sẽ nặng hơn ở trên không rất là nhiều. Và khi mà mình vươn người và mình lấy hơi thở thì cơ bụng mình sẽ siết lại và sẽ vươn người ra, thì cái việc đó giúp cho các cơ của mình hoạt động đều hơn. Thì Phương thấy rằng là bơi lội là một hoạt động rất là có ích cho bản thân mình.